con tàu này là nhà giàu, còn hai con tàu, mấy con tàu này nhà nghèo nên bắt nên cho nên là không có bắt đèn nhiều, đúng không các bạn? Mình quẹo qua cái cua này thì mình đã thấy phía bên ngoài cảng Tân Cảng Cái Mép rồi nè. Đó, đây trong màn hình là Tân Cảng Cái Mép ha. Mình sẽ qua một cái cua này và thêm một cái cua nữa là mình ra sông Nhà Bè rồi. Buổi chiều bây giờ thì cũng 5 giờ mấy chiều rồi các bạn, mặt trời đã lặn rồi nè. Mân đang ngồi phía trước mũi á, gió rất là mát luôn. Nhưng mà mưa hơi lâm râm một chút xíu. Đây, ở phía sau Mân thì có một cái chiếc xà lan đá. Đây, mặt trời đã lặn rồi, nguyên một bầu trời nó có nguyên một cái màu đỏ đỏ. Mình chỉ nhìn mình thấy cái dạ của cái mặt trời này thôi chứ mình không có thấy mặt trời các bạn ơi. Cái góc nhìn này thì không có thấy được mặt trời lặn. Chỉ thấy được một cái màu đỏ đỏ như thế này thôi à. Ở ngoài thì rất là sáng, rất là đẹp luôn, nhưng mà sao trong camera thì nó không có được sáng lắm. Ở ngoài nhìn cảnh rất là đẹp. Hôm nay đi ra ngoài đây thì Ngân sẽ quay clip cho các bạn xem vào buổi tối nha. Trước giờ thì Ngân chưa có quay clip xem vào buổi tối. Sài Gòn đang ở trước mặt. Đó, ra tới chỗ Tân Cảng rồi nè. Ngay cái đường này thì mình trổ ra ngay chỗ này là Tân Cảng Cát Lái luôn nè các bạn. Ra đây thì nước cũng còn chảy yếu. Chắc con nghĩ là đi ra ngoài kia chút xíu thì nước sẽ ngược. Ngân đang ngồi ở trên cái nóc mui cabin trước đó. Trời thì đang mưa lâm râm nè. Cái khung cảnh buổi chiều nhìn quá xá đẹp luôn các bạn ơi. Chu cha mà ơi, nó đẹp. Mưa bây giờ hiện tại mưa giống như mưa phùn vậy đó. Mới có bến trống để mà vào giao hết các bạn.
hôm bữa thì rất là khẩm. Đây, trời ơi, ở trên đây là các bạn thấy một chiếc ha. Đây là chiếc thứ hai nè, thứ ba, thứ tư và chiếc cuối cùng là thứ năm. Ngay chỗ chiếc thứ tư á, thì có một cái khoảng trống, nhưng mà cái khoảng trống này thì không có vừa một chiếc tàu các bạn ơi, nó không có được rộng lắm á, cho nên là những cái chiếc tàu này còn đậu phía bên ngoài nè. Thường thì tàu container hoặc là xà lan container thì Ngân thấy đều bắt cái đèn hai bên hông á các bạn. Buổi tối là lên đèn. Đây ngay chỗ này có hai cái chiếc tàu ngay chính giữa này là bắt đèn nhiều nhất luôn nè. Cái chiếc tàu thứ ba với lại thứ tư này là bắt đèn nhiều nhất, nó giả xuống dưới nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ do là trời còn sớm ha, chứ nếu mà một chút xíu nữa mà mặt trời sập xuống á, mình không có thấy các bạn, là những cái bóng đèn này nó rất là chả luôn, là không thấy gì luôn á. Đèn nhiều nó chả gì lắm. Đây phía bên đây cũng có con tàu, nhưng mà những cái con tàu phía ngoài này thì đèn không có nhiều. Sao con tàu này nhà giàu hay sao bắt đèn quá chừng luôn nè các bạn. Hay lúa, gần hay lúa quá. Hai con tàu này là nhà giàu, còn hai con tàu, mấy con tàu này nhà nghèo nên bắt nên cho nên là không có bắt đèn nhiều, đúng không các bạn? Đừng ai chửi Ngân nha, Ngân nói chơi á. Wow, khung cảnh thật là nên thơ. Wow, bắt cái hai cái bóng đèn màu xanh các bạn ơi, giả xuống dưới màu xanh luôn nè. Tàu này gắn hai cái bóng đèn là không có đụng hàng với chiếc nào luôn á. Thường thì tàu người ta hay bắt cái đèn màu vàng, còn cái tàu này bắt đèn màu xanh. Trời ơi, cái này là... bây giờ xà lan mình lại gần nè các bạn, xem con tàu nữa sáng rực rỡ luôn ha. Tại vì bây giờ bầu trời còn sáng á, chứ nếu mà bầu trời mà sập tối lại các bạn nhìn những cái con tàu này rất là sáng luôn, sáng kinh khủng luôn á. Tàu mà những cái chiếc tàu này mà thả neo hoặc là buộc dây phao á, là mình xà lan mình chạy từ xa là mình không thấy đường. Ồ, cái con tàu này bắt đèn siêu đẹp, siêu đẹp luôn các bạn. Đây ở phía trước thì có một cái chiếc này thì Ngân cũng không biết gọi là cái chiếc gì nữa các bạn ơi, giống như là chiếc PC vậy đó, nhưng mà cái loại này là cái loại nhỏ, hai cabin luôn, trên đó có buồng lái, có hai cabin luôn nè. Con cũng không biết gọi cái chiếc này là chiếc gì nữa đó. Xà lan của mình thì hiện tại đang ở khu vực quận 2 ha. Ở đây là khu vực quận 2 nha các bạn, phía trước đó là phà cắt lái nè. Wow, trời ơi, Ngân mà Ngân cái người đi xà lan á, ở xà lan suốt, Ngân thấy cảnh sông nước suốt luôn, nhưng mà Ngân thấy cái cảnh này Ngân còn mê á. Những cái người mà mới xuống xà lan mà thấy cái cảnh này là còn mê hơn Ngân nữa các bạn ơi. Bây giờ mặt trời lặn á, ở phía trước á, nó nguyên một cái màu đỏ luôn, nhìn rất là đẹp luôn á. Màu đỏ của mặt trời lặn nè, rồi những cái màu vàng của đèn nó nhìn nó đẹp khủng khiếp luôn á. Nó đẹp mà không biết diễn tả như thế nào luôn á. Đây ở phía trước có một cái chiếc tàu cao tốc nè. Không quên nữa, tàu này gọi là tàu hoa tiêu á các bạn. Tàu này để mà dẫn đường cho những cái chiếc tàu biển lớn, tàu buôm á. Hôm nay thì Ngân sẽ quay cho các bạn xem xà lan của Ngân đi lưu thông ở trên sông nước vào buổi tối như thế nào nha. Đó, cái phà cắt lái bên đó đã rời bến rồi nè. Không biết thời gian mình có qua kịp không đây. Chắc Ngân nghĩ là cái phà này sẽ đi trước xà lan Ngân á. Đó, có một chiếc phà đây chuẩn bị rời bến rồi đó. Mình ở dưới thì ông xã Ngân đã bớt ra rồi, cho mấy anh phà này qua trước đi, mấy anh phà này chạy ghê lắm.
nhường các bạn ơi, mình là phải nhường. Đường này là đường của mấy anh phà đó. Trời ơi, con ngồi trên đây bây giờ quá xá lạnh rồi, vừa mưa mà vừa gió nữa.
giờ thì Ngân đang rất là lạnh luôn, nhưng mà Ngân thấy cái cảnh, cái khung cảnh này thì Ngân không thể nào bỏ điện thoại xuống được luôn á. Ngân rất là mê luôn các bạn ơi, nhìn đẹp dữ lắm luôn á. Wow, các bạn xem cái đoạn ngay chỗ chân các bạn xem cái đoạn ngay chỗ cầu Phú Mỹ nè, nguyên một cái màu đỏ luôn. Ở trong màn hình thì nhìn nó không có đỏ lắm các bạn, ở ngoài nó rất là đỏ luôn, nguyên một màu đỏ đậm luôn á. Ngay chỗ này nè, đây ngay chỗ này nè, nguyên một cái màu đỏ đậm nhìn rất là đẹp luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hiện tại thì Ngân đang còn ngồi trên cái nóc mui nè. Đó, bây giờ thì Ngân chuyển lại, Ngân quay cái camera trước. Các bạn nhìn cái khung cảnh phía trước của Sài Gòn nè, đẹp kinh khủng luôn á. Lần đầu tiên, nói chung là lần đầu tiên mà Ngân đi cái tuyến đường Sài Gòn này á, hình như là cũng là lần đầu tiên mà Ngân thấy cái khung cảnh này luôn á các bạn. Hồi trước giờ Ngân đi Ngân chưa thấy luôn á. Các bạn nhìn nè, cái ánh sáng này á, nó dạ xuống sông nhìn rất là đẹp luôn, giống như là mình bắt đèn á, chứ không phải là của mặt trời nha các bạn. Wow, bây giờ thì mặt trời càng ngày càng lặn á, cho nên là cái ánh sáng nó sẽ gom lại các bạn. Lúc nãy là nó nguyên một cái bầu trời luôn, bây giờ thì nó gom càng ngày càng nhỏ lại nè. Nhìn đẹp khủng khiếp luôn á. Đây, hồi nãy rộng lắm, bây giờ thì chỉ còn chút xíu nè, càng ngày thì nó sẽ càng nhỏ 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 các bạn, và nó sẽ mất luôn á, khi mà mặt trời lặn hết luôn thì nó sẽ mất á. Wow. Ngân hiện tại là Ngân chưa đi tắm luôn á. Nãy giờ ra đây thì lần xà lan đi ra ngoài sông Nhà Bè này thì Ngân quay cho các bạn xem luôn, Ngân chưa đi tắm luôn. Khi nào mà mặt trời lặn hẳn á, không còn quay được á, thì Ngân sẽ đi tắm ha. Cái khung cảnh này nó rất là đẹp, rất là nên thơ luôn các bạn ơi. Đẹp dữ lắm luôn á, mặt trời thì còn hơi sáng một chút xíu chứ chưa có tối hẳn. Ngân đang ngồi ở đây nè, cái ánh sáng của cái đèn đỉnh của Ngân á, nó dạ vào trong mặt Ngân cho nên là nó hơi sáng một chút xíu. Thích quá à. Có ai thích cái cảnh sông nước như thế này không? Chỉ có ở khu vực đó thì mới sáng thôi các bạn ơi. Đó, cái đèn của cái cột cờ ở phía sau nó hơi cháo một chút xíu ha. Ngân sẽ chuyển camera lại, Ngân quay camera trước cho các bạn xem nha. Đây nè, hiện tại thì mặt trời đã lặn dần dần, bây giờ thì nó chỉ còn gom lại một cái ánh sáng nhỏ như thế này thôi các bạn. Nhưng mà nó cũng đủ làm cho lòng người xao xuyến luôn á. Một cái ánh sáng nhỏ như thế này thôi. Wow. Cái này nó còn đẹp hơn là mình bắt đèn mà nó dạ xuống nữa các bạn ơi, đẹp kinh khủng khiếp. Ngân là một người rất là thích ngắm mặt trời lặn và mặt trời mọc lúc buổi sáng á, Ngân thích lắm luôn á. Khi nào Ngân muốn ngắm á, thì Ngân sáng Ngân sẽ dậy sớm, Ngân sẽ ngắm mặt trời mọc nè, rồi chiều á. Ngân rất là thích chụp hình và quay phim những cái lúc như thế này nè, Ngân mê lắm các bạn ơi. Nhưng mà nói chung là cũng lần đầu tiên mà Ngân thấy cái khung cảnh này luôn á, trước giờ Ngân chưa gặp lần nào hết á. Chắc Ngân nghĩ thì chỉ có khu vực Sài Gòn này thì mới có cái khung cảnh này á. Ngân ở bên Cần Thơ á, thì nó chỉ đỏ một chút thôi các bạn ơi, nó không có đỏ nhiều như thế này ha, chỉ đỏ một chút xíu thôi. Và một chút xíu thì nó sẽ mất. Còn cái này thì rất là lâu luôn rồi nè, ánh sáng thì nó sẽ gom lại từ từ các bạn, nó gom lại nhỏ dần 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 rồi nó sẽ lặn luôn, chứ không có một màu đỏ như thế này, nguyên một cái bầu trời nguyên một màu đỏ luôn. Đây là cầu Phú Mỹ ha. Cầu Phú Mỹ thì ở trên đó xe cộ lưu thông cũng rất là nhiều luôn, đèn rất là nhiều luôn á. Đi qua cầu Phú Mỹ này thì mình sẽ tới khu vực Nhà Bè ha. Ở phía trước xà lan Ngân thì có một cái chiếc xà lan công đang chạy ở phía trước nè. Đó, bây giờ thì cái màu đỏ nó đang mặt trời nó đã lặn dần rồi các bạn, cho nên là cái màu nó không có còn sáng như
không có còn sáng giống như lúc nãy nữa. Bây giờ nó đã chuyển sang một cái màu khác rồi. Phía trong đây thì có những cái chiếc tàu nè. Tàu này thì cũng là tàu biển á. Ngân á thì Ngân không có cố ý. Có nhiều bạn nói là sao Ngân gọi là tàu chuột. Thì Ngân cũng không biết nữa, Ngân nghe mọi người hay gọi là tàu chuột cho nên là Ngân gọi là tàu chuột, chứ Ngân không phải là Ngân cố ý gọi là tàu chuột ha. Ở phía xa cái tòa nhà cao nhất Sài Gòn nè các bạn. Bây giờ mình đi buổi tối thì mình mới thấy được nè. Đây là cái tòa nhà cao nhất Sài Gòn ha. Wow, bắt đèn rất là đẹp luôn nè. Bắt đèn dạ từ ở dưới cái tòa nhà ở dưới mà dạ lên tới trên đỉnh luôn á các bạn. Wow. Xà lan của Ngân thì đi gần tới con tàu Vinasin rồi nè. Ở phía sau cái con tàu mà đèn nhiều á là con tàu Vinasin đó các bạn. Ở phía bên này thì không có còn cái màu đỏ nhiều nữa, mà bây giờ chuyển qua cái hướng phía bên đây, cái màu đỏ rất là đậm luôn nè. Màu đậm dữ lắm luôn á các bạn. Bây giờ thì đã tối rồi. Cái hướng mà xà lan Ngân đi á, thì bây giờ chỉ có một hướng của cái hướng xà lan Ngân, thì chỉ có chiếc của Ngân với lại chiếc Công phía trước thôi. Không có cái hướng ngược chiều đổ lại. Có cái hướng ngược chiều đổ lại thì Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn xem cách mà phân biệt khi mà xà lan đi cùng chiều và ngược chiều sẽ như thế nào ha. Hôm nay cái khung cảnh này á, thì nó quá xá đẹp luôn các bạn ơi, cho nên là cái clip này thì nó quá dài luôn rồi. Tại vì Ngân thấy cái khung cảnh này Ngân thích quá. Trời thì cũng đã gần tối hẳn luôn rồi nè. Đây bây giờ thì hiện tại xà lan của Ngân đang đối diện với lại cầu Phú Mỹ ha. Mình đi vào trong đó, trong đó là một cái sông khác nữa các bạn. Cái hướng mà mình đi vào trong cầu Phú Mỹ đó là bên ở trong đó gọi là sông Sài Gòn ha. Trong đó mới chính thức là sông Sài Gòn đó. Còn ở ngoài đây thì còn gọi là sông Nhà Bè hoặc là sông Sòi Rạp. Đó, bây giờ thì cái đèn pha nó hoạt động rồi nè. Đó, đây là cái đèn pha ha. Trời thì hiện tại đã tối hẳn rồi cho nên là mình mới xài cái đèn pha này. Wow. Ở phía trước thì có một cái chiếc cát đang xin đường. Xong rồi. Nhưng mà sao chạy chậm quá, xà lan mình đang đi nước xuôi mà ta. Đó, xà lan Ngân này cũng đã pha đèn rồi nè. Nếu mà muốn xin đường đi qua thì phải chạy nhanh chứ, lần này sao chạy chậm quá. Ngân đang mượn cái ánh sáng của cái đèn cột cờ phía trên đó để mà Ngân quay cho các bạn xem một đoạn nè.
cái đèn này nó hơi sáng một chút xíu, nó hơi dạ vào trong mặt Ngân á, cho nên nó không có tối nè. Để Ngân quay qua đây cho các bạn xem nha. Đó, phía bên đây là tối thui à. Trời thì hiện tại phía bên ngoài đã tối rồi các bạn ơi. Bây giờ thì cũng đang mưa lâm râm luôn. Hồi nãy giờ Ngân ngồi trên đây dầm mưa muốn ướt quần áo luôn rồi. Trời tối quá, Ngân quay thì không có còn thấy đường nữa. Trời tối thui rồi, không có thấy gì hết á các bạn. Bây giờ chắc có lẽ là Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.